Khoảng vài năm trở lại đây, những chiếc drone có thể tạm hiểu là loại thiết bị bay tự động được điều khiển từ xa đang được ứng dụng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Tại Việt Nam, drone được ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực quay phim chụp ảnh trên không. Thông qua việc tích hợp thêm chiếc camera đi kèm, nên những người sử dụng hiện nay vẫn thường gọi thiết bị này bằng tên chung là Flycam, tức là camera bay. Hàng loạt các sản phẩm video clip phi thương mại ghi hình các cảnh quay trên không được đăng tải trực tuyến đã cho thấy sự nở rộ của phong trào sử dụng Flycam thời gian qua. Với chi phí khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng là người chơi có thể dễ dàng tìm mua được một bộ Flycam. Flycam là giống như là một cái xu hướng mới của ngành chụp hình quay phim. Nó là góc dạng, đa dạng và nói chung là đưa lên thì mình sẽ có rất nhiều cái mình đi. Thu hút của Flycam là nó sẽ cho mình những cái góc quay rất là lạ vì nó ở trên cao. Nó lấy ra những cái đại cảnh rất là đẹp. Thế nhưng gần đây, phong trào sử dụng Flycam đã nhanh chóng hạ nhiệt. Người chơi Flycam chỉ còn bay lác đác ở khu đồng trống hay dùng biểu diễn khi cần thiết. Nguyên nhân là vì vào ngày 21 tháng 7 2015 vừa qua, Bộ Quốc phòng đã có công văn số 6321 trên BQPTM gửi tới các bộ ban ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động của những thiết bị bay như drone, flycam.